Và sẽ giao lưu đến tất cả quý vị chúng ta một ca khúc rất là sôi động, một bản phối mới mà em đã phối lại trên nền nhạc remix. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc được mang tên Chỉ Riêng Mình Ta. Một lần nữa chân thành cảm ơn với tất cả quý vị rất nhiều.